đúng không? Đúng đúng đúng. Để con cắt nhỏ xíu à. Cá lóc quá rồi. Đại đình thấy mình đem cái gì không? Đây là một cái nôm đó, mình sẽ đi bắt cá mà theo một cái kiểu rất là truyền thống, không cần đẩy con luôn, nhưng mà mình vẫn bắt được cá. À, đại đình thấy như ở dưới ruộng nè, cá rất là nhiều luôn. Đây, đại đình nhìn cá nè, giờ vẫn hụt quá trời hụt luôn. Thì nhà má là mình sẽ đi đá nước cho cá nó chuối rồi mình bắt. Đó đó, đó thấy không? Thấy không? Hụt quá trời hụt luôn. Hôm nay đi theo ông thích vậy, không biết dính con nào không nữa. Đây thì mình bắt một cái kiểu rất là đơn giản rồi, mình đá nè. Đó. Rồi coi nó chuối chỗ nào á. Còn thấy cá chuối không? Rồi. Đây, đây có lưới người ta nữa nè. Lưới. Lưới mèo à. Lưới dính con cua kìa. Đây con cua nè. Cua không ạ? Trời, lưới dính cua không vậy? Con cua đang ngủ nè. Ừ. Con gọi là con gì? Con nhà biết không? Ý, nó có cái đuôi nữa nè. Lạ quá hé. Con cá lạ nữa anh Đức ơi. Cá nào có đuôi bà? Ở dưới cái đuôi nè. Cá này cá nhái. Đi hả? Hả? Mình đi đó. Đi đi. Con cá nhái nhiều vậy? Ở đây đó nè. Sao con này nhiều quá hả? Lòng tin ta không? Nó quận mà cái gì vậy? Nói chứ đá này cũng lâu quá ha, nó mới quận được. Nó khôn. À, em lại em ngồi nè. Gì vậy? Con cá sao? Đâu? Ủa đâu? Nè, bình bình cái miệng nè. Giờ ta thử bắt cái dính cá không? Nói cho đi ngồi bắt. Mình phát hiện có một con cá rồi nha. Đúng không? Đúng không? À, đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Để con cắt nhỏ xíu à. Cá lóc quá rồi. Chị, em quấn nó chảy máu luôn trời.
Trời trời, móng tay gác hay chưa? Nè nè nè, rồi sao? À, nó mạnh lắm á. Mình sọt nó. Trời. À, bẻ cây này theo để sọt nó hả? Đúng rồi. Trời ơi, cái con bằng hai ngón tay. Mình bẻ cổ nó đi, để nó dậy chết. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nó, cho. Ơi, gần trong bờ có cá. Ừ. Đá mệt ha. Đù, 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 đù. Bằng hai ngón tay chém. Đù, ghê chưa? Hay ta. Ơi, họ tút dữ luôn á, mới thấy lắm á. À, thường thường cá là mình á là có bị chuối á. Và thường thường là vòng vòng xích bài nè, tại mình đá nó dồn vô á. Đây đá tới nữa. Đi đúng rồi đây. Có gì không? Nào. Nào, đúng rồi. Đây. Mình coi nó lên cái phim cuối cùng á. Đây nè. Nè, mình nói là coi cá mình phải coi cái phim cuối cùng. Đâu anh em. Cái nãy giờ chú gì có biết đâu à? Hả? Nãy giờ không. Cái mặt mày kìa. Đó, dằn gì dằn lên luôn à. Ai đó giờ anh thấy tim gì luôn á, thức em không biết là anh cá. Nghĩ sao trời. Vậy hả? Nặng cái nông cứng rút, dính con gì hay gì nè. Ý. Có không? Dính ơi, đi vô rồi. Thiệt không? Nè, nè, bỉnh cá, ngay chỗ này nè. Mình đặt cái nông cho nó khích xuống luôn á. Rồi mình bắt, rồi cầm cho. Không biết cái gì nha, để đi vô rồi. Đúng không? Ý, đúng, đúng. Nhưng mà nó, con cá gì nó nhấp nhợp chị ba? Đĩa hay vậy? Đẻ thương bắt tiên ghê quá à. Thôi. Cá gì? Con cái tập gì bắt á? Cá đi trời. Sao? Có nè. Có. Thôi, nhưng mà con cái chơi. Phải không? Thiệt. Bắt ghê. Thôi em sợ cái gai của nó quá à, anh bắt đi. Nè cầm ơi. Trời ơi cái gai. Đá nước mà thấy cá không biết luôn. Không biết luôn nè. Rồi buông ra. Ừ. Thiệt mà. Mình phải đè cái nôm á cho nó xuống xuống dưới luôn, bạn cho cái không gian con cá nó hẹp lại. Vậy hả? À, rồi mình bắt nó dễ. Ơi thiệt mà nhất nè, em gọi dưới này lại giờ con cá nó bị ém xuống tới sình luôn nè. Đâu? Đó, nè thấy không, con cá ém tới sình luôn thấy không. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nắm đầu con cá ra không thấy, gọi đóng tiêu rồi ta. Thôi mệt bành thiệt luôn, không thấy mà. Cái gì vậy? À, cái gì vậy? Đó đâm luôn rồi. Rồi, xu luôn. Để bán mạnh nó đi trời. Để cái gà nữa. Để em gãy. Đàng hoàng, đàng hoàng. Sọt nó đi, sọt nó đi. Sọt cho mình. Rồi. Ê! Đâu rồi? Nó nhào lên. Thấy chưa? Nãy nó nhào lên á. Rồi. Thấy luôn rồi. Trời đất ơi. Ông thổi vậy thiệt, ta thấy lên bờ ta làm đi. Biết thì nói lên bờ được rồi. Sợ luôn mấy trời. Có thai thiệt chứ. Cách cho giờ ăn cả bá luôn. Đất thiệt á. Mỏi. Trời ơi. Trời. Đó, đừng thấy lên tim anh. Đó, mình chờ cái tim cuối nè. Nè, cái tim cuối ngay chỗ này nè. Mình nhấn nó xuống. Đó. Ê, đụng con cá nữa đi ngồi. Đó, cái gì nữa? Nè, nè. Thôi, thôi, ông bắt luôn đi, bắt không sảy nữa. Hả? Bắt lên luôn đi. Thằng nó đụng nó kịch luôn nè. Gán, để có cho nó cầm chắc cái đừng. Đi chơi cái gì? Cá lóc hay gì á, để móc sình ra. Sao cá nó trong mé mé không ta? Giờ nó trong mé đúng rồi. Em biết mò không? Trời ơi. Thử đi. Không bấu cái ổng nó ra đi. Rồi nó móc sình ra cho nào bắt đi.
thì con chạy. Rồi bắt đợi khỏi đổi thừa nha. Nhớ nha, khỏi đổi thừa nha. Ok. Ok. Biết có không nha. Đúng không? Đó. Gấu, gấu hỏng đó. Có móng tay dài chị, gấu hỏng đó. Đâu có thấy cái gì đâu ba. Dữ mày, em đâu có thấy con nào con. Có. Con có nè. Chuối sâu xuống á. Thấy không? À đúng rồi. Thấy chưa, thấy chưa? Con cá lóc bự lắm trời. Gì hả? Nhưng mà em sợ. Đây. Đây đem bạn đi mà. Nó mà thấy một cái nữa là muốn thiệt luôn. Đây. Đâu? Trên cái hở hầm. Khoan, hỏng nó trước. Thiệt luôn á trời. Uổng. Ê, lộn rồi. Ta phải sọt dưới lên. Sọt là phải ở dưới lên miệng. Cái chuyên nghiệp vậy trơn rồi bỏ cái nơm luôn này. Dính là con cá mừng quá bỏ cái nơm luôn. Okay. Dạ. Rồi. Trời. Okay. Nó à. Sức không? Nó, nó nè. Rồi cái nấm đâu rồi? Rồi. Mất tiêu luôn rồi ba. Hay sợ chạy. Trời. Thấy không? Ngập xuống cái đòn luôn mới dính không? Bữa gì? Bát trời. Rửa nó ra đi nha. Sao nó nướng được rồi đó, nướng được rồi đó. Hồi nãy còn cái trời nãy được rồi trời ông nội. Tức rồi. Nó mạnh quá à. Con này bự hơn con nãy. Hồi nãy được cái trời vàng nó ngon lành luôn à. Làm móng tay cho dài. Cái con cua này. Chỉ nào, được không? Gỡ cho mình thích. Nắm gỡ đi ra. Đây, nhìn liên ngon gỡ cá rồi, mất đầu không? Nguyễn sắp ra nè. Cá này quấn gì dữ trời. Khổ gì chứ. Đây được nhá tí gì không? Cái gì mà dữ gì nàng thật. Thật đi. Con này chán không được. Gớt con cá đến rồi tìm cá này. Cái này tôi về kho chứ giác nha. Sao lên không? Nó hết nổi rồi đây rồi nè. Giờ rất là đuối luôn á. Hồi nãy em muốn ăn á. Mà hả? Con cá chơi đó không xảy là đủ ăn rồi. Bây giờ lỡ có hai con mới về nướng được rồi Liên ơi. Nướng rồi vậy à. Ai ăn ngay nhịn đây. Trời đi có ăn rồi được rồi. Bữa nay đã bắt cơ cá vui giải trí chơi cho đại đình coi thôi. Quay clip thôi. Chơi nhiêu đó được rồi. Trời ơi trời đổi gì nữa. Đây một con cá lóc nè, hai cá lóc nè, hai cá rô thấy không? Đi nãy giờ biết lâu không thấy ngáp ngáp. Đi nãy giờ quá trời lâu luôn. Bây giờ mà thở không nổi luôn á đại đình, không phải giỡn đâu. Về chưa? Về bye bye. Kết thúc clip ngay đại đình về nha. Đi ngon mặt mày kìa như con trồn mà.